Giờ này đi đâu đó? Giờ mấy giờ mày vô đây đi ăn sáng? Giờ là ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì nữa. Rồi hiện tại vô đây bao nhiêu ký? Rồi 45 ký rưỡi, số đo bao vòng là như thế nào? Ngực là 82, eo là 60, mông là 87. Rồi vô đây đang đập tăng cơ đúng không? Rồi nhưng bây giờ thì vô đây sẽ vô ăn cái gì? Đi ăn cá hả? Đi ăn cá ở đâu? Ừ, ngon không? Cá đó ngon không? Eo thon đâu? Eo thon đâu? Rồi, nhiều bạn sẽ hỏi bộ đồ này vô đây mua ở đâu? Mặc đồ này tập thể dục thích không? Rồi. À, vô này đang xếp giá bộ đồ đúng không? Áo trăm bảy, quần trăm rưỡi. Có đôi giày là giày tốt thôi các bạn. Bởi vì giày thì các bạn phải mua giày tốt. Rồi, vô này đi ăn ngon nha. Bye bye các bạn.